Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana US. Hôm nay Hana sẽ cho cả nhà mình biết là một người mà sống ở Mỹ mà đi làm nail, thợ nail thì là một ngày được bao nhiêu tiền. Còn làm chủ thì sao ha? Hana thì làm chủ chứ không phải là làm thợ nha. Nhưng mà Hana sẽ cho biết cả nhà mình biết là mỗi một người thợ là một ngày sẽ làm được bao nhiêu tiền nha. Rồi mình đổ xăng bao nhiêu và mình làm được bao nhiêu cho thu nhập cho một ngày cho một người thợ nail ha. Chủ thì khỏi nói rồi, còn thợ thì một ngày là bao nhiêu, quân mình là bao nhiêu nha. Good morning cả nhà. Rồi sáng sớm có xe bus ở Mỹ, có xe bus đó học sinh đi học đây mọi người nha. Rồi Hana quay cho cả nhà mình xem. Đó, sáng là học sinh đi học mà không phải trường đảo á, thì sẽ có xe bus đó nha. Và mấy chiếc xe bus đó mà người ta dừng lại đưa cái bảng ra là xe phải dừng lại hết nha. Ở đây là hàng xóm nhà của Hana nha cả nhà nha. Và đó, có nhà Mỹ là người ta đóng cửa kính mít vậy to tối ngày á, khi nào người ta đi làm về thì người ta mới mở cửa ra, người ta vô nhà rồi người ta mở máy lạnh lên, mùa hè thì mở máy lạnh, còn mùa đông thì mở heat lên cho nó ấm vì nó chạy nguyên nhà. Nếu mà mở cửa ra như ở Việt Nam mình thì nó sẽ bị hao điện nha. Thứ nhất nữa là hao điện chơi, chứ ở đây không có bụi nhiều như Việt Nam đâu cả nhà. Ở Mỹ là không khí trong lành lắm, ở nhà mình nhìn thấy nè, không khí rất là trong lành luôn. Không có bụi, không có bụi đâu nha. Bụi rất ít và đường người ta quét rất là sạch, tại vì người Mỹ người ta có, nói chung là người dân người ta đã có ý thức, người ta không có xả rác ha. Thứ hai nữa là người Mỹ người ta cái cách sống của người ta, cái người ta chỉ, ví dụ người ta gặp hàng xóm người ta chỉ say hi, người ta chào, nói đôi ba câu thôi, chứ người ta không có dụm lại nhiều chuyện như người Việt Nam của mình nha. Đụng người Việt Nam mình hơi nhiều chuyện chút, cho nên sắp sắp lại là nhiều chuyện. Còn là có... đó, nhà ở Mỹ là nguyên nhân tại sao là mấy bạn hỏi là tại sao nhà ở Mỹ người ta đóng cửa kín mít mà ở trong nhà không vậy, thì ngày lễ là người ta party là người ta ở trong nhà thôi. Anh em bạn bè người ta tụ lại người ta chơi vui vậy đó, chứ người ta không có giống người Việt Nam mình là chạy xe vòng vòng ở ngoài đường. Cái mấy ngày lễ là chở nhau đi vòng vòng ngoài đường cho nó vui đúng không. Còn ở đây mặc đồ, khoe bạn gái, khoe bạn trai đồ. Còn ở đây không có, ở đây là nó, tại vì mở cửa ra nó sẽ bị hao điện. Nên người ta ở trong nhà mà người ta quen rồi, người ta sống vậy đó. Rồi bây giờ để Hana lên xe đi làm nha, để cho cả nhà mình biết là một ngày Hana đi làm ở Mỹ được bao nhiêu tiền nha. Làm thợ thì bao nhiêu, mà làm chủ thì sao ha. Làm thợ nail thì sao, một ngày của một người đi làm nail bao nhiêu, và một ngày của chủ thì khỏi nói rồi. Để Hana sẽ... cả nhà ơi, bây giờ Hana vào đổ xăng nha. Đổ xăng thì nó có cây xăng đây nè, mình tự đổ nha, chứ không giống ở Việt Nam nha. Việt Nam là có người đổ cho mình, còn đây mình phải tự đổ. Thì một là mình trả tiền thẻ trên cái đó luôn, cái xăng đó luôn. Còn không thì là mình phải đi vào đó rồi mình trả tiền, xong mình nói mình muốn cái loại xăng gì, rồi ra mình tự nè, trên đây nó có cái loại xăng gì, ở đây nè nó có mấy loại luôn, mình muốn đổ cái loại xăng nào thì mình sẽ tự mình vô đó mình trả bao nhiêu tiền, rồi thì mình hay na thì không có đành trả trên này, chỉ đi vô cây xăng thôi, rồi mình trả xong rồi thì mình sẽ tự bỏ, mình sẽ tự đổ xăng nha. Chứ còn người ta rành á, thì có những người làm thì họ sẽ có trả tiền thẻ trên đây luôn, Hana không rành, cho nên là mình vô cái xăng mình trả đi, rồi ra mình bơm xăng vô xe thôi ha. Lên bơm cho nha, ở đây nó có nhiều loại xăng nha mọi người, có loại xăng nào thì mình, một là mình trả tiền cho cái chủ này luôn, còn mình không có rành, Hana không có rành thì Hana vào cái cây xăng thì mình sẽ trả tiền rồi, mình muốn cái loại này. Okay. Rồi mình xuống đây nha, rồi mình mới bỏ cái này vô đây. Rồi sau khi mà mình bơm đủ số tiền của mình, nó sẽ tự trả số tiền đây nha mọi người nha. Tự trả số tiền đây là lúc nãy mình vô mình trả bao nhiêu tiền á, thì nó sẽ, khi mà đủ số tiền thì tự động nó sẽ dừng lại ha. Rồi ở trong cái xăng nó có, người ta có bán chip nè, có bán số như là lot ở Việt Nam vậy đó cả nhà. Rồi tự đổ nha, không biết là mình tự đổ xăng chứ không biết không giống Việt Nam có người đổ cho mình đó. Hết rồi, xong rồi hết, nó đổ đầy đủ số tiền hồi nãy mình trả rồi nha mọi người nha. Thì bây giờ mình đổ ra ha. Rồi ở trong cây xăng á thì có bán chip nè, số nè, giống như là Powerball Mega, giống như là Vietlott ở Việt Nam vậy đó cả nhà.
để cho người ta mua hoặc là nước ngọt hoặc là họ bán nước suối đầy đầy đủ luôn ha. Nói chung là ở Mỹ là đổ xăng là mình phải tự đổ nha. Người Việt Nam mình nó qua Mỹ là 80% là đã làm neo rồi nha các bạn nha. Chỉ có những 20% là những em được qua Mỹ từ nhỏ và được sinh lớn ở Mỹ cho nên được học hành tới nơi tới chốn. Vì cái nghề neo là cái nghề rất là dễ làm. Tuy là ở Mỹ ở mình qua đây thì là chỉ có làm cầm tay người đẹp nè, rửa chân cho mấy người Mỹ nè. Nhưng mà cái nghề này đã nuôi được biết bao nhiêu em trở thành kỹ sư, bác sĩ, được giúp mình thay đổi được cuộc đời. Có nhiều người trở nên nhà cửa, có được mua nhà, mua xe hơi đầy đủ, vật chất đầy đủ. Và ở Mỹ thì tuy làm cũng hơi cực, mà cái nghề neo này là nói chung là ở Mỹ là tuy là nghe nói làm neo, có nhiều người thì về Việt Nam người ta nói tưởng làm gì làm neo, nhưng thật sự cái nghề neo này đã được giúp cho biết bao nhiêu em trở thành kỹ sư bác sĩ. Cho nên mình cũng đừng có xem thường cái nghề neo nha các bạn nha. Qua Mỹ thì nói chung là nghề neo là dễ làm nhất, là tại vì nó không cần tiếng Anh, tiếng U gì nhiều. Mình chỉ cần biết nghề, rồi mình chỉ cần biết nghề thôi là dễ rồi. Có nhiều bang thì không cần có bằng cấp gì liền hết trơn, là mình đi làm trước đi rồi mình đi học lấy bằng sau rồi mình cũng làm được. Qua Mỹ chỉ cần có vài ngày thôi là đã đi làm kiếm tiền được rồi cả nhà ha. Chứ không cần phải giống như những cái ngành khác thì mình cần đòi hỏi phải tiếng Anh rất là nhiều. Rồi xin mời cả nhà mình uống green tea cappuccino với Anna nha. Rồi một ngày mà một người thợ ở Mỹ á, quân bình mình đi làm á, bài cái giấy rồi này ngon mọi người, ngon quá ha. Xong rồi cái này người ta cho free ly nữa, dễ cưng quá, thấy gì anh lấy luôn nè. Cái này cappuccino, cái này là green tea ha. Rồi một ngày mà một người thợ ở Mỹ đi làm neo á thì là trước cách đây một năm á, năm hai năm á, thì là tùy theo cái income, tùy theo cái tiệm nha, tùy theo cái khu vực mà đông khách đó nha. Mà cái nhà mình ăn bánh nha, cái khu vực mà đông khách đó thì là một ngày á, là từ 500 chát này vô nha cả nhà ha, cho tới 700, từ 500 cho tới 700 đô nha, 500 cho tới 700 đô tùy theo tay nghề. Mà 700 á, là thường là ngày cuối tuần hoặc là trước lễ gì đó thì mới có vậy. Còn không thì là quân bình là 500 tới 600. Đó là một người thợ giỏi nha. Từ 500 tới 700. 700 á, là lâu lâu có ngày chứ không phải ngày tuần nào cũng có, ngày nào cũng có vậy nha. Là chưa chia. Mà chia thường là chia với chủ là 6, 4 là thợ là 6, chủ là 4 nha. Thợ 6, chủ 4. Và những ngày thường thì thường thường là làm từ 300, 400, 500 nha. Từ 500 tới 700 là thợ giỏi ha. Thiệt là giỏi nha. Tiếng Anh giỏi dẻ, vũa rào 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 luôn nha. Còn cái người nào mà quên đeo tai phone cả nhà mình nghe không? Quân bình cho một người mà làm thợ neo mà đi làm mà biết làm bộ, biết làm bếp luôn á, thì trung bình là một ngày, bây giờ kinh tế xuống rồi thì cho trung bình đi cả nhà, cho mức quân bình đi đổ qua đổ lại, có ngày đắt nghề, có ngày đắt nghề vắng, thì là một ngày khoảng 180 cho tới 200 đô chia rồi nha, là người thợ đã biết làm bộ, biết làm bếp đó nha. Còn tại vì năm nay neo rất là ế, có nhiều ngày á là đi làm lụng cho bạn, nó luôn cái phone là tiệm mà cỡ chừng 20 thợ hay mấy thợ ha. Là có nhiều người bạn của anh á, ta ngồi sáng tới 4 triệu chưa có thân nào luôn. Hôm nay neo nó cũng tệ nha mọi người. Cho cả nhà biết cái giá quân bình, để trung bình là người thợ neo làm được từ 180 tới 200 đô là chia rồi. Chia rồi tức là thợ chỉ có thợ 60, còn chủ chỉ có 40% thôi. Đó là cuộc sống ở Mỹ ha. Còn rồi, Hannah đã chia sẻ với cả nhà mình là mức trung bình của một người thợ ở Mỹ đi làm neo là nhiều ha. Rồi bây giờ Hannah mời cả nhà cùng thấy với Hannah xong rồi. Hannah chia sẻ này luôn là Hannah định làm cái kênh đó để mà Hannah đăng lên để cho kênh kết nối với lại mấy chị nào muốn có chồng Việt Kiều, thì kết nối với Hana, tại vì Hana muốn kết nối cho mấy chị, giúp cho mấy chị được có chồng Việt Kiều. Và mấy anh ở bên đây mà muốn tìm vợ ở Việt Nam thì Hana sẽ đăng lên cái kênh, nhưng mà Hana đang suy nghĩ không biết là đăng lên cái kênh này luôn hay là đăng cái kênh kết Hana US kết nối yêu thương ha. Thì lúc đó cả nhà mình nhớ ủng hộ nha. Cái này là Hana muốn cho đi, Hana đang ở Mỹ thì Hana rất là hiểu một chị em phụ nữ ở Việt Nam mình rất có đôi khi rất là muốn tìm một người yêu thương và cũng rất có chồng Việt Kiều nữa, thì hy vọng rằng Hana có thể giúp được cho chị em phụ nữ ở Việt Nam mình. Rồi cả nhà mình có nhớ đăng ký kênh và chia sẻ livestream này để cho Lan Thỏ cùng đến mọi người.